Trời ơi buồn ngủ quá rồi. Sáng này hả ta, hôm nay thứ mấy vậy nha? Thôi chắc là bây giờ mình phải bắt đầu đi đánh răng rửa mặt xó đi lên trường thôi. Thôi hy vọng là hôm nay sẽ là một cái buổi học thật là vui, chứ dạo này đi học chán quá không có gì vui cả. Thôi vậy thôi. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì, cái này là cái gì ạ? Một bức tranh hả? Trời ơi chắc là cái này là của anh Mr. Dịch rồi. Trời ơi, ổng suốt ngày ổng mang mấy cái đồ tranh vẽ rồi gì ổng treo phòng mình làm gì trời, ai mượn trang trí đâu trời. Thôi mình gỡ ra mới được. Trời ơi, ủa hình như không phải là bức tranh anh em ơi. Cái này là cái gì vậy, để mình xem coi. Cái gì nhìn lão quá vậy. Để mình lượm đây coi. Ôi cái gì vậy. Ôi trời, anh em ơi, anh em nhìn cái skin của mình nó bị biến đổi thành gì nhìn ghê quá vậy. Ủa còn cái này mình cầm trên tay là cái gì đây, sao mà nó bự quá vậy trời. Ủa hình như là một cái khiên hay gì đó. Ủa sao nó bự quá vậy. Thôi mặc kệ mình mệt quá, mình phải lên trên trường học đã. Nhưng mà cái này là gì ta, nhìn lão quá. Thôi để mình đi ra ngoài thử coi. Hình như đây chính là một cái nhân vật nhìn quen lắm anh em ơi, hình như mình đã gặp ở đâu rồi nè. Đây là ai ta? Mình nhớ rồi, hình như đây chính là Captain America anh em ơi. Wow, đúng rồi, cái skin này đúng rồi nè, cái khiên nè đó, đúng rồi, ổng đang cầm cái khiên đó nè. Trời ơi mình hay đi coi phim người người sắt đồ, cái mình thấy ổng hay xuất hiện trong đó đó. My god, cái khiên này có dùng được không ta? Rồi mình thử nha. Đấy, ui anh em kìa. Wow trời, cái này nó có thể biến thêm một cái khiên khác nữa anh em ơi. Cái khiên này nó bắn ra cái khiên khác nè, xuyên cắm với tường luôn. Trời ơi xuyên tường luôn nè, lượm lại coi. Trời ghê nha. Trời ơi xuyên tường luôn. Oh my god, ghê nha, cắm nè. Trời ơi phải trưởng mạnh thế. Ôi còn cái khiên này nếu mà lấy nó mà đập vô đầu của người ta chắc người ta cũng chết luôn quá trời. Ôi ghê nha. Ôi đã, chắc là bây giờ mình phải đi qua bên trường để mình khoe với mọi người là mình đã biến thành Captain America. Trời ơi được, đi thôi. Trời ơi hả, hấp dẫn. Trời ơi đâu có ai mà được như mình đâu, ngày nào cũng biến thành các siêu anh hùng hết. Trời ơi hôm nay biến thành Captain America, trời ơi thế nào cũng có fan hâm mộ đến xin chữ ký. Đi qua bên trường để mình khoe mới được. Mọi người ơi tôi biến thành Captain này nè, coi nè, đó cái khiên của tôi nè. Ủa sao không thấy ai trong trường ta? Hôm nay là ngày gì mà sao mọi người không ai đi học á vậy? Kệ, chắc giờ mình qua mình khoe cho các bác bán canteen trước đi. Được á, ok. Đi qua để khoe cho bác bán canteen coi. Bác ơi, trời ơi, bác coi nè, con có cái khiên của Captain America nè. Còn bác ơi. Ủa đâu ta? Ổng cũng đi đâu luôn trời. Ai mua khiên không? Ủa cái ai gì bên đó? Ai mua khiên đây? Khiên đẹp đây trời ơi, khiên đây, ai mua khiên không? Ủa cái gì bán khiên hả? Ủa cái gì vậy trời? Oh my god. Hey. Chào khẩu. Chào mừng đến với cửa hàng bán khiên của tôi. Trời ơi. Ủa cái gì mà sao trong đây có nhiều khiên quá vậy? Trời ơi đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ngàn 100 1 tỷ. Trời ơi cái gì đó mà nhiều khiên quá vậy? Ôi ông ở đây ông sản xuất khiên giả phải không? Khiên này là khiên giả đúng không? Khiên giả. Ngày nghe ngày thưa nè. Ta là tên buôn gọi là son nồi kinh khủng khiếp nhất cái vùng này. Bây giờ giải nghệ ơi, xong nồi ấy không bán được thế là mang nắp vung đi sơn lại làm khiên để bán. Trời ơi anh em ơi. Anh em ơi, cái ông này trước đây ổng bán nồi niêu son chảo, cái giờ ổng hết bán rồi, ổng mang cái chảo mấy cái nắp nồi đi ổng sơn lên xong ổng làm cái khiên của Captain America luôn. Trời ơi. Nhưng mà mấy cái khiên này là mấy cái khiên giả, ông tính lừa đảo hả? Trời ơi đâu tôi thử coi. Trời ơi cái gì đó. Cái thằng mày không mua mày qua đây mấy chữ mày. Khi người ta khiên chỉnh chảy chút ở Việt Nam. Đâu tôi coi. Thương mẫu ở bên Hàn Quốc mang về Việt Nam bán lại. Đập nè, văng đi luôn. Trời ơi mấy cái khiên này, mấy cái khiên giả không đâu mà khiên thật đâu. Coi nè, đập nè, đánh nè, nó văng xa không. Trời ơi văng gì đâu, văng được có tí xíu à, không có văng xa được chứ tí nào luôn. Coi nè, thôi đập nè, trời ơi văng được có tí xíu à. Đây là khiên xịn thật, mày qua mày thử người đâu mày siêu khích tao, mày biết trước nè. Khiên xịn là cái khiên mà tôi đang cầm nè, ông thấy không, khiên của tôi mới là khiên xịn nè. Ông coi nè, phóng xa cực kỳ xa nè. Hui đó xa rồi biến mất tiêu luôn á. Ghê không, khiên của tôi mới là khiên xịn nè. Khiên á xịn hay không nó nằm ở màu chắc, nói chung là đẹp là được rồi, không cần chuyện. Ôi hiểu chưa? Ông bán lừa đảo, ông kêu khiên này là khiên xịn nhưng thật ra nó chỉ là khiên bằng nhựa, khiên bằng nồi niêu son chảo chứ không phải là khiên thiệt đâu. Ông xạo. Thằng này hình như mày không biết tiếng tao hay phải. Trước khi tao biết rồi mày biết trước khi tao bán khiên người tao bán vung nồi như sơn chảo thì tao là ai hết?
Ông là ai? Tao xin tự giới thiệu hả? Tao là gọi là gì đó, ăn hai xong rồi đó. Ngày xưa tao là nổi tiếng nhất cho vùng này, đàn em tao một lu một lốc. Mày tin ông tao gọi một phát là 500 thằng xuất hiện không? Ăn hai xong rồi, trời ơi. À, ông là giang hồ hả? Giang hồ xong rồi. Trời, giang hồ xong rồi, trời ơi, nghe sợ quá sợ. Có giỏi kêu đàn em ra đây, tôi đập hết đàn ông của đàn ợp đàn em của ông luôn á. Thế, trời ơi, 500 anh em shipper giao hàng xong rồi, tập trung vào đây quán chết thằng tóc vàng. Coi coi, quên thằng da vàng luôn. Quên cái thằng gì ta? Captain America kia hả? Phết hả? Cái gì? Trời ơi, dám kêu đàn em ra đây luôn hả? Trời ơi, kiếm coi 1, 2, 3, 4, trời ơi, mấy thằng ranh con này mà làm gì được ta? Hãy xem cái khiên của ta đây, ta sẽ đánh chết bọn mày. Nhào vô. Trời ơi, từ từ chứ làm cái gì mà đông vậy? Đất ơi, tung tắp tạc tay tắp tê tắp thân phi kẹp cổ nhồi đang ham đó. Trời ơi, sợ quá, mới kêu nhào vô cái nhào vô liền vậy hả? Trời ơi, sợ tụi bay quá. Hãy xem đi. Trời ơi, đông quá, trời ơi, trời đông quá anh em ơi, đông quá. Không sao. Hãy xem đây nè, hãy xem giúp mình ta đây. Cướp đi cái khiên của nó. Ném khiên vào mặt nè. Trời ơi, đông quá. Mấy cái khiên giả nè. Ăn khiên giả đi. Mấy khiên giả không làm gì được hết anh em ơi. Trời ơi, mấy cái khiên giả của ông này chẳng có mạnh gì cả. Nè, đập vô mặt nè. Không được luôn, trời ơi, mấy khiên giả tào lao á. Chọi khiên nè. Chết đi. Trời. Hội đông quá. Hey. Chọi khiên nè. Đập vô mặt nè. Trời ơi, mấy thằng này ăn có mấy cái khiên thôi, xỉu hết trơn rồi, yếu xìu. Quê, cái ông kia, trời ơi, ông thấy chưa, đàn em của ông đã bị tôi xử hết rồi đó. Bây giờ tôi sẽ dọn luôn cái quán của ông nè. Cái tội bán đồ lừa đảo. Mày dò dọn quán tao hả? Đàn em của tao chỉ là cái thứ gọi là phụ thôi. Mày biết là vũ khí chính tao gì không? Tao phải bằng là gì? Ôi trời, cái gì? Muốn không? Mày muốn gì? Cái gì? Ông xài súng luôn hả? Trời ơi, xài súng luôn trời. Đi. Ôi trời. Thôi, người dân bình thường là người ta cấm xài súng á, ông dám xài súng. Trời ơi, ông dám xài súng á, được rồi, gan được rồi. Tôi nói gì vậy? Che lại, trời, cái khiên của tôi che người tôi lại rồi. Ông không bắn chút được tôi đâu. Che, bắn nó. Anh trời ơi, bắn đi. Bắn. Ồ. Trời ơi, yếu xìu. Lấy súng ra mà chết rồi nè. Mày chết nè. Tăng chưa hết nguyên một bằng đạn, trời ơi, không tới được. Trời ơi, bắn rồi. Ôi trời, có đại liên luôn hả? Trời ơi, cái gì xài này đại liên luôn. Ôi đừng. Ơi đừng, tôi xin lỗi. Thấy nè. Tao bắn chết mày nè, hả? Trời ơi, anh em ơi, anh em thấy gì không? Trời, cái thiên của mình nó đỡ đạn hết rồi. Yeah, sao thùng ơi. Thấy chưa? Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà mấy cây súng của ông có thể bắn lủng được cái khiên của tôi vậy? Cái khiên của tôi là xài là bắn đi nè. Thử đi, bắn vô khiên thử coi. Dạ em hết đạn rồi. Đầu hàng á, tịch thu súng luôn. Ok, bây giờ tới lượt ông, tôi sẽ ghim cái khiên vô đầu ông luôn, giờ ông tin không? Hả? Ghim vô đầu em sợ ơi, em biểu anh nguyên cửa hàng bán khiên của em đi đây, không quay lại đâu. Thôi không quay lại đâu, bắt cua qua đường hai block ghê. Ôi qua luôn. Trời ơi anh em ơi, thấy không? Trời ơi, cái tội bán khiên lừa đảo. Mấy cái khiên này là mấy cái khiên giả đó anh em. Trời ơi coi nè. Trời ơi, mấy cái khiên làm bằng nhựa nè. Nè mình cho anh em xem nè. Nè lấy cái khiên này nè, lấy một cái khiên này nè. Ở cái khiên này là đánh cái thôi là văng. Trời ơi nó nhựa, nó yếu, nó nhẹ hiều à. Cái khiên của mình nó cứng á thì nó thiệt. Ủa cái này. Trời ơi nó nhẹ hiều, nó đến nỗi mà nó đập nè. Trời ơi cái khiên gì đâu mà nhẹ hiều không có được tí gì gọi là mạnh bạo luôn. Trời ơi, cái khiên gì đâu mà nhẹ hiều à. Cái khiên của mình mới là cứng, mới là mạnh nè anh em. Dùng bằng súng bắn mà không lủng luôn. Trời ơi. Hả? Ok, thì hôm nay mình đã diệt trừ được một cái ông bán đồ lừa đảo rồi anh em ạ. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, team MTV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi.